Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài 2 nhưng thực chất nó là bài 1 trong cái phần Photoshop thôi. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái phần mở file này một tí để chúng ta nhớ lại những cái kiến thức cũ mà chúng ta đã học rồi. Thì đây là những cái bài này, tuy rằng là đối với những cái người viết một chút xíu Photoshop thì người ta sẽ thấy là nó rất là bình thường. Nhưng đối với mình thì nó chính là cái viên gạch đầu tiên mà để sau này mình có thể làm những cái hiệu ứng nó tốt hơn. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta tạo ra một cái khổ giấy. Thì như lần trước mình có chia sẻ cho các bạn biết là cái việc mà khổ giấy chúng ta chỉ nắm bắt được mấy cái vị trí quan trọng như sau. Trong cái phần này thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn để các bạn quy định là các bạn chọn khổ giấy bao nhiêu. Thì mình sẽ chọn tạm cho nó một cái đơn vị, ví dụ là 1200 x 1200, và mình tính theo đơn vị là pixel. Tất nhiên trong phần này thì các bạn nên quy định cho tôi mấy cái đơn vị như sau, là pixel là 1 này, cm, mm, đây là những cái ba cái đơn vị kích thước mà mình hay dùng nhiều nhất, 1, 2 và 3. Các bạn hiểu không chưa? Sau khi làm xong thì mình sẽ chọn độ phân giải cho nó 180, vì mình xác định rằng đối tượng này của mình sẽ nằm trên những sản phẩm như là màn hình. Hiển thị trên màn hình, các bạn để ý nhé, hiển thị trên màn hình, được không? Và cái kênh màu của mình dùng là RGB, mình sẽ đưa về các dạng quy chuẩn cho nó. Ví dụ nếu mà in ấn thì mình sẽ chọn CMYK, còn chọn về hiển thị trên màn hình thì mình sẽ chọn RGB. Và chế độ của mình chọn là chế độ 8 bit và background mình sẽ chọn là màu trắng. Đấy, thì các bạn nhớ với điều rằng mình đã dạy rất nhiều bạn rồi, thì có nhiều bạn coi thường cái này lắm nên là nhiều lúc chọn với cái đơn vị kích thước, cái này là 1200 dạng cm. Nên nhiều lúc mà khi mà tạo ra một khổ giấy xong mà không hiểu sao làm, lúc xong lúc bị treo, mà rõ ràng là máy còn kinh khủng hơn máy mình rất nhiều, máy mình là có i5, nó rất là thấp. Đấy, thì các bạn lưu ý nhá, mỗi một cái công việc nó sẽ tích hợp với cái giá trị bạn đơn vị là gì. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào đây. Thì hôm trước thì chúng ta cũng chia sẻ rồi, đó là cái việc mà layer, cái việc mà tạo ra một cái layer như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói lại này, cách tạo ra layer nhá. Đây là các bạn nhìn nè, thì cái layer background đầu tiên của các bạn nhìn thấy chưa, thì cái đây là màu trắng, có nghĩa là làm bất cứ một sản phẩm gì thì nó cũng phải bắt đầu từ cái lớp nền của đối tượng. Nếu chúng ta chọn được một cái màu thì coi như là chúng ta đã làm được một phần cái thiết kế của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn tạo ra cái background số 2 thì tôi chỉ việc làm sao, ấn đây này các bạn nhìn nhé. Cái này tương ứng với lệnh là Ctrl Shift N thấp. Thì cái Ctrl Shift N thì các bạn sẽ thấy một điều rằng nó sẽ yêu cầu các bạn là đánh nhầm cái tên. Đó, đánh nhầm cái tên. Thì tất nhiên là nó sẽ là layer 1, còn dưới là background. Rồi tôi ấn OK, tôi có layer này. Và layer này đang báo hiệu cho bạn biết là tôi không có màu, mà không có một cái vị gì cả. Thì lúc này tôi sẽ chọn cho nó một cái đơn vị là một cái màu đỏ, và tôi đổ thẳng cái màu đó lên bằng lệnh là Alt Backspace là đổ màu phía trên. Còn Ctrl Backspace là đổ màu phía dưới. Đấy, thì tất nhiên khung trước thì sau, khung trên thì dưới, thì chúng ta chỉ cần nhớ như vậy là OK rồi. Và các bạn nên đóng khung lại cho tôi cái việc này. Cũng tương tự như vậy thì tôi cũng sẽ dùng một cái tổ hợp phím số 2 cho các bạn là tạo ra khổ giấy bằng lệnh là Ctrl Shift N là thấp. Thì các bạn sẽ thấy nó tự tạo khổ giấy mà không cần phải hỏi, không cần phải hỏi ai hết. Chúng ta sẽ tự làm cho chúng ta luôn. Chúng ta sẽ chọn cái màu thứ hai, đó là màu cam hoặc màu xanh. And backspace đổi màu. Và cũng tương tự như vậy, tôi lập ra một layer thứ ba cũng bằng cách này. Vậy thì tôi đã chỉ cho bạn ba cách. Và với cách này tôi sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu tím. OK. Tiếp tục tôi sẽ lập ra một cái layer nữa, thì tôi sẽ chọn một cái màu vàng. Các bạn nhìn nhận. Vậy thì sau khi mà chọn xong thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách như sau, là chúng ta muốn dịch chuyển đối tượng và chọn đúng vào cái layer mà chúng ta mong muốn thì người cách bằng cách nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở về công cụ đầu tiên, đó là công cụ phím V, MVD phím V như sau. Phím V được ký hiệu là chữ V là chắc chắn rồi, nó có tính năng là dịch chuyển và di chuyển đối tượng. Đấy là cái tính năng đầu tiên mà chúng ta đều bắt gặp ở các chương trình với nhau thôi. Ví dụ tôi thích vào đây, bạn di qua chưa? Di qua nhé, nó sẽ ghi hiệu là chữ yeah, more tool, là dịch chuyển đối tượng. Đây. Vậy thì lúc này sau khi tôi tích vào đây một cái thì tôi sẽ dịch chuyển được. Ví dụ tôi đang ở trên layer màu vàng, nhìn rất rõ ràng nhá. Cái đoạn này nè, đoạn này người ta đơn giản sao có thể. OK, đây tôi sẽ chọn bạn xem, được chưa? Tôi kéo ra vị trí dịch chuyển này.
Và cái việc mà tôi đang chọn nhà là đang chọn toàn bộ layer thì không nhất thiết phải tích vào màu vàng để dịch chuyển, mà có thể là tích ra đến bên cạnh chúng ta cũng có thể dịch chuyển được, bởi vì chúng ta đang tác động trên toàn bộ hệ thống layer của nó. Và mỗi một layer Photoshop nó chỉ điều chỉnh một đối tượng thôi, nó không giống như Illustrator đâu nhá. Ok, xong chưa? À, cái việc thứ hai nữa, có nhiều người bảo là em muốn chỉnh một con tím thì ok, tôi sẽ nhìn vào đây là màu tím, tôi sẽ kéo xuống. Nhìn không? Và tất nhiên chúng ta chỉ vào đây chúng ta có thể dịch chuyển được đối tượng. Và cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào màu xanh lá cây thì tôi sẽ chọn vào màu xanh lá cây và tôi dịch chuyển như bình thường. Và tiếp theo tôi chọn màu đỏ thì sẽ dịch chuyển được cái màu đỏ. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Vậy thì cái việc mà chúng ta dịch chuyển đối tượng rất là đơn giản. Và để muốn cho nó chuyên nghiệp thì như tôi đã chia sẻ từ lần trước, đó là một cái layer gồm 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là mắt của đối tượng để tắt và bật layer. Thành phần thứ hai là cái ảnh thu nhỏ để các bạn có nhìn được cái hình mà chúng ta tương đồng. Cái giá trị số 3 là bạn tích vào cái tên của nó để thay đổi. Ví dụ bạn có thể tích thẳng vào đây, bạn gõ vào từ đây là màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, để cho nó chuyên nghiệp hơn, để khi mà bạn bàn giao một cái file thiết kế này cho người khác thì người ta biết là cái đấy ở đâu. Các bạn hiểu cái này chưa? Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách cuối cùng là chính là chọn toàn bộ layer, chính là chọn một phần mẫu ghi, bạn sẽ dịch chuyển được nó. Nhưng sau này sẽ xuất phát từ cái giá trị là tôi có hàng nghìn layer, câu chuyện nó không phải nằm ở việc bật tên nữa, mà là việc mà làm thế nào để chọn được đúng đối tượng, thì đấy là việc quan trọng. Thì chúng ta chọn vào tính năng đầu tiên, đó là tính năng của công cụ phím V, nó chính là Auto Select. Auto Select chính là cái cách chọn đối tượng khi tích vào đối tượng đó. Các bạn ghi nha, Auto Select là tính năng chọn đối tượng khi tích vào nó. Ok, xong chưa? Chuẩn bị ghi thật kỹ này nha, nào. Vậy thì khi tôi chọn Auto Select xong này thì bây giờ các bạn nhìn này, tôi muốn chọn vào màu xanh lá cây mà tôi đang ở layer màu gì đó. Ok, vậy thì tích màu xanh lá cây, dịch chuyển màu xanh lá cây thôi. Tích màu vàng không? Tích vào đây, dịch chuyển được màu vàng. Tích vào đây màu đỏ, dịch chuyển được màu đỏ. Và tích vào đây màu xanh tím thì sẽ chọn được màu đó. Các bạn thấy chưa? Về cái cách chọn Auto Select nó có tính năng như vậy. Và ở đây nó cũng có một cái tính năng rất là đặc biệt là tôi muốn chọn được tất cả các layer này để tôi ném sang cái phần thiết kế của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng trong một file thiết kế mà người ta sẽ có các cụm chữ như là chữ giảm giá 50% và mô tả cho sản phẩm đó, và tôi gom nó thành một. Góp thành một thì em gì? Tôi cầm và tôi ném nó sang một phiên bản khác, rồi tôi chỉ việc thay chữ thôi, thì câu chuyện chúng ta đã làm sao? Tôi đã có một phiên bản thiết kế khác nhưng phông chữ vẫn là đó. Thì cái cách mà chúng ta chọn cả một cái đống layer để kéo sang đấy là việc cực kỳ quan trọng. Và chúng ta cũng phải quản lý một đối tượng và cũng có thể là quản lý nhiều đối tượng. Các bạn đồng ý với tôi việc này không ạ? Và sau này tôi hy vọng rằng các bạn phải tạo ra rất nhiều loại group khác nhau. Group hoa văn, group về tia sáng, group về background, group về khung hình thiết kế. Để sau này khi mà chúng ta làm, chúng ta chỉ việc tận dụng nó. Thì cái việc mà tôi làm nhanh nó mới kinh được. Mà làm nhanh thì đồng nghĩa với lương cao. Nào các bạn nhìn này. Vậy thì cái Auto Select chính là cái cách chọn đầu tiên. Vậy thì khi mà cái đối tượng của chúng ta bị khóa, nhìn khóa chưa? Thì cái Auto Select nó phát huy một cái tính năng rất là hay, đó là khi tôi quét qua, nhìn nha. Bạn nhìn cái khóa này chưa? Tôi quét qua từ màu trắng này, tôi quét nó phát như này. Thì ngay lập tức tôi chọn được cả đống này. Nhưng với điều kiện layer dưới phải được khóa lại. Hiểu này không? Vậy thì có nhiều người đã có hỏi bảo anh ơi, vậy thì nhóm em tích vào đúp vào đây và em mở khóa hát như sao, thì liệu anh có thể quét được như vậy không? Đúng chưa? Tôi đặt ra các loại trường hợp để chúng ta cùng giải quyết với nhau, để đấy là những cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong cái công việc của chúng ta. Thì trong cái bảng layer của chúng ta nó có một cái tính năng rất là hay, đó là biểu tượng cái khóa. Tôi mở khóa thì tôi tự tạo ra cái khóa bằng cách tích vào đây cái có khóa, thì tôi cũng quét qua được như vậy. Và sau khi quét xong thì tôi được quyền làm sao? Ở tất nhiên mở khóa ra là chuyện đương nhiên. Nhìn nhé, còn chuẩn xét nào. Nhìn này chưa? Ok, chọn này. Hiểu cái này chưa nào? Mở khóa và đóng khóa. Mở khóa cuối là không tác động vào nó nữa. Bạn làm gì đối với nó không ăn thua. Hiểu cái này chưa nào? Còn vấn đề gì cái này không? Rồi, ok, tiếp theo. Nhưng thường thường anh Khánh hay dùng một cái chiêu thức như sau, đó là cách chọn đối tượng bằng phím Ctrl. Các bạn ghi đi, cách chọn đối tượng bằng phím Ctrl như sau. Làm này chắc nha.
Tôi nói thật cho bạn biết này, hồi xưa tôi có khá không là do từ cái quản lý đấy. Sau này em nhìn trên mạng chúng nó làm nhanh cực kinh khủng, mà mình rõ ràng là nên là cái việc quản lý em cứ lúc đang đúng là nó khó nhìn đâu, ui cái thằng này làm kiểu gì nhỉ, nhưng hóa ra là khi mà chúng ta quản lý tốt rồi thì mày chọn thích chọn kiểu gì tao cũng nhìn được. Và khi chúng ta có nền móng rồi, chúng ta sẽ lên trên mạng xem những cái tốt của nước ngoài, chúng ta phát huy được cái giá trị của chúng ta ngay, xem cực kỳ dễ. Và tôi có thể đoán được ra là cái đấy nó sẽ phục vụ nhiều vấn đề gì, đúng không? Ok, nhìn này. Chúng ta chọn vào control thì nó sẽ có một cái tính năng là giữ control. Tôi tích vào, tôi đang ở nơi màu trắng, tôi tích vào màu xanh thì chọn màu xanh, nhìn không? Giữ control, tích vào đây màu vàng, tích vào đây màu đỏ và tích vào đây màu tím. Vậy thì giữ control chính là cách chọn đối tượng. Nó khá là giống với auto select, nhưng nó chính xác là auto select tạm thời. Tại sao thế? Bởi vì bạn nhìn tôi ấn vào nha, tôi bùng chuột ra nhá, tôi ấn ở phía control này, em có nhìn thấy chữ rv đánh vào tích auto select chưa? Buông control ra thì nó sẽ là nhà buông. Vậy thì khác gì là bây giờ, nhưng có nghĩa là sau khi tôi dùng xong thì nó không có tính năng chọn chọn lung tung nữa. Đây nhìn nhá, giữ control thì có phải auto select không? Tôi giữ phím này thì có phải bây giờ tôi tích vào màu gì tôi sẽ chọn được nó, chọn được rồi thì buông ra thì có phải chọn được nó rất dễ không? Vậy thì phím control chính là phím chọn đối tượng đó, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Còn khi buông control ra thì nó lại trở về định dạng như ban đầu của chúng ta như bình thường. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Một đối tượng, một layer chúng ta làm lên và quản lý một đối tượng đó, thì chúng ta có thể xóa đối tượng đi bằng nút là delete trên góc của bàn phím, hoặc ấn vào biểu tượng thùng rác của chúng ta. Đó là cách xóa một layer, hay là chính là xóa đối tượng trên cái bảng layer đó. Xong chưa nào, chúng ta bắt đầu làm à? Vậy tôi ấn vào nút đen, các bạn nhìn lên xóa chưa? À, xóa mà không cần hỏi. Còn ấn vào thùng rác thì sao ạ? À, phải hỏi. Vậy thì bạn thích hỏi hay là không hỏi đến là việc của bạn, bởi vì tôi cần tốc độ. Đây bạn ấn đây nó vẫn xóa, đúng chưa? Mà đi xóa, tôi ấn vào nút đen lên thì nhanh hơn rất là nhiều. Hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, tiếp theo. Trong một layer của chúng ta nó có giá trị trên cái bảng layer đó rất là hay, đó là chính là thuộc tính trong M của đối tượng, chính là opacity đấy ạ. Riêng cái opacity này nó hơn hẳn so với phần elute, đó là tính năng gõ thông số mà ra thôi. Bình thường chúng ta muốn tạo ra một thông số của màu vàng, tôi sẽ làm sao ạ? Tôi sẽ tích vào màu vàng và tôi sẽ chọn vào biểu tượng opacity kéo xuống nhảy, thì các bạn có thấy nó trong M cho em ạ. À, tiếp theo tôi sẽ chọn là màu gì ạ? Màu xanh lá cây. Tôi sẽ kéo xuống một tí. Và cũng tương tự như vậy, tôi chọn vào màu tím, tôi sẽ chọn vào opacity. Và tôi chọn vào màu đỏ, tôi cũng có chọn opacity luôn, được không ạ? Thì các bạn có thấy là đây là cái cách mà tôi tạo ra những cái độ trong mờ của đối tượng nền như này không? Và mỗi một độ trong mờ này là một trong 20 cái yếu tố dành cho việc thiết kế đồ họa của bạn. Đó là độ của thiết kế, hoặc là tính minh bạch trong thiết kế đấy. Thì cái này nhớ một điều rằng cái này nó làm nên từ sắc độ. Thiết kế người ta cần nhất về sắc độ, và phần thứ hai là tỷ lệ. Sắc độ là đậm nhạt, tỷ lệ là to, vừa và bé. Thì các bạn nên lưu ý mấy cái việc này cho tôi một tí, để chúng ta thiết kế làm sao cho nó chuẩn chỉnh. Xong chưa? Vậy thì cái tính opacity nó nằm ở đâu nữa? Thì các bạn nhớ một điều rằng trong Photoshop nó có tính năng là bạn chọn vào màu đỏ, bạn chỉ cần ấn số 7 thì tự khắc opacity bằng 7. Và ấn số 4 sẽ là 40%, ấn số 3 sẽ là 30%, và số 2 sẽ là 20%, và số 1 sẽ là 1%. Bạn thấy không? Nó còn nhanh hơn là so với cái thằng Inus không ạ? Inus bạn này phải cầm và bạn gõ thông số vào thì cái này khó. Cái này cứ ấn số trên bàn phím là câu chuyện nó sẽ có được hết. Các bạn lưu ý vậy nhá. Ok, được chưa? Chuẩn chưa? Rồi. Vậy thì sau khi làm xong thì tôi lại chia sẻ tiếp lần nữa, đó là cách chọn layer cũng bằng một cách cuối cùng, đó là chúng ta sẽ chuột phải vào cái đối tượng đó. Thì cái layer đầu tiên chính là nó, nhìn chưa? Ok, chuột phải vào đây sẽ là chọn nó. Ok, chuột phải chọn vào đây thì chính là chọn nó. Layer đầu tiên chẳng chọn nó mà chuột phải chọn vào đây, layer đầu tiên chính là chọn nó. Hiểu cái này chưa đã? Ok, tăng giá trị này lên cao một tí được không? Ok, chọn cái này lên cao tí nữa được không ạ?
À, chọn là đây thứ ba nên cao một tí nữa không ạ? À? Nên hết đi ạ. Chúng ta sẽ chọn này. Hiểu cái này chưa? Xong rồi nhá, không còn vấn đề gì chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ học thêm một cái cách nữa, đó là cách cho lên trên và xuống dưới này. Tại vì là sau này khi chúng ta có càng nhiều layer thì cái việc mà quản lý nào độ to nhỏ, dịch chuyển, chọn đúng layer đấy là việc cực kỳ quan trọng. Nên tôi sẽ làm thao tác như sau, là để muốn cho một layer lên trên và xuống dưới thì người ta sẽ có lệnh là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer, và ngược lại là Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên một layer. Đấy, các bạn có thể hoàn thiện cho tôi như này: Ctrl ngoặc vuông tay trái nhìn xuống dưới không ạ? Ctrl ngoặc vuông tay trái xuống dưới một layer, Ctrl ngoặc. Tại vì bây giờ nó chỉ có khoảng 4 layer thôi, chúng ta sẽ sử dụng rất là dễ dàng. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm dạy Ctrl ngoặc vuông bên tay phải là lên trên từng layer đó, đúng chưa? Nhưng sau này cần những cái giá trị về tốc độ nên tôi phải bắt buộc phải dùng một chiêu thức nữa là Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer, và Ctrl Shift ngoặc vuông tay phải là lên trên tất cả các layer, xuống dưới nhỉ, lên trên đó. Xong chưa? Rồi đấy nha, câu chuyện đó chúng ta chỉ có vậy thôi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái phần tiếp theo trong cái phần công cụ phím V của chúng ta, nó có phần layer, nhìn chưa? Phần thứ hai là phần group. Vậy thì layer ở chỗ nào và group ở chỗ nào thì bây giờ tôi sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ nho nhỏ. Tôi sẽ xóa toàn bộ tất cả các layer này đi bằng cách tôi chọn một, tôi giữ shift, tôi kéo xuống dưới và tôi chọn tất cả bốn này, và sau khi tôi chọn cả bốn tôi ấn nút thùng rác, tôi xóa đi hết, được không? Các bạn nhìn này chưa? Ok, lúc này tôi sẽ vẽ một cái hình tròn ra cho các bạn. Coi như đây là cái hình tròn chúng ta sẽ đi qua, đó là vùng chọn dạng cơ bản. Nó có nghĩa là những cái hình cơ bản như là hình tròn, hình vuông, tùy các bạn, thì tôi vẽ một cái hình. Và nguyên tắc như tôi đã chia sẻ cho bạn biết là khi có vùng chọn sẽ có một cái layer mới. Mà có một layer mới thì chúng ta sẽ có một đối tượng mới nằm trên cái layer đó. Có nhiều người bảo lập layer trước được không, hay là vẽ vùng chọn trước được không, thì bản chất cuối cùng nó cũng chỉ là tạo ra một đối tượng nằm trên layer đó thôi. Em làm trước hay làm sau, miễn sao kết quả tôi vẫn phải là giống nhau. Các bạn hiểu cái này chưa nhá? Ok, sau khi làm ra vùng chọn xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đổ một cái màu, và tất nhiên tôi sẽ chọn một cái màu nó đậm đà hơn tí, tôi sẽ chọn là màu cam. Đó, các bạn nhìn chưa? Và sau khi tôi đã có được cái màu xong thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi có một đối tượng trên layer này không ạ? Và tôi có được hình nó, và tôi thấy rằng là tôi có được hình rồi. À, tiếp theo thì lúc này người ta sẽ học một cái nữa, đó là cách nhân bản đối tượng này làm nhiều phần. Thì tôi sẽ nhân bản bằng phím như sau, hay được gọi là copy đối tượng. Các bạn ghi đi, cách copy đối tượng như sau. Ok. Cách copy đối tượng. Để muốn copy một đối tượng này, người ta giữ phím An và người ta đẩy sang phải thì chúng ta có cái đối tượng số 2. Nhìn các bạn, giữ phím An là copy mà. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng bạn giữ phím An mà bạn đẩy như này gọi là đẩy tự do. Còn nếu mà bạn giữ phím An mà bạn giữ thêm phím Shift cho tôi thì gọi là đẩy theo gì? Thẳng hàng. Cái việc này cực kỳ quan trọng cho việc thiết kế web. Em copy những cái tập tin từ trên xuống dưới, từ trái qua phải là cần với cái độ chính xác, đó là cái này nhé. Ok, vậy thì sau khi đã có hai cái xong thì các bạn nhớ một điều rằng tất nhiên cái việc copy được một cái ai cũng biết, nhưng mà nếu tôi chọn hai layer sao? Tôi chọn hai layer à, và tôi giữ phím An tôi kéo xuống đây thì sao? Thì có phải là thành bốn cái không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không chọn một phát là nhân cả 4, cả 5, cả 6 này được không? Vậy thì cái tính năng nhân bản layer đấy nó không phải xuất phát từ một hình mà có thể là từ nhiều hình trên các layer được bằng cách copy như vậy. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok nhé, giữ phím An này kéo xuống đây. Các bạn có thấy hai không ạ? Có nhiều người giữ phím An kéo đây và giữ phím An kéo đây là có phải tạo 4 không ạ? Nhưng thay cho việc đấy, tôi ấn vào An Ctrl Z chính là như, có nghĩa là undo lại. Đây có một layer, tôi giữ phím An copy đây. Sau đó tôi có rồi, tôi sẽ cầm cả hai này, chọn cả hai lên, giữ phím An kéo đây một cái. Được 4 layer. Ok, vậy thì có nhiều người bảo là anh Khánh ơi, em có biết chọn layer đâu. Đây giữ phím An copy thành hai đấy ạ. Bạn có thấy hai không ạ? Thì bạn chỉ cần giữ phím shift cho tôi. Shift là cộng thêm. Vậy thì có phải vừa cái này là vừa copy ra không ạ? Chúng ta chỉ cần chuột phải chọn vào layer đầu tiên nữa thì chúng ta chọn nốt cái này. Chọn hai rồi đấy.
Và sau khi chọn hai xong thì khi men kéo xuống dưới chúng ta có 4 rồi. Và tất nhiên có 4 đấy là giá trị mà chúng ta làm cái giá trị mà chúng ta mong muốn này. Hiểu cái 4 gì chưa? Và chúng ta muốn có 8 không thì chúng ta chỉ cần chọn đối tượng này và chúng ta giữ ship, chúng ta chọn đối tượng này nữa thì có phải chọn 4 không? Giữ phí man copy nhảy thì có phải tính 8 không em? Em hiểu về cái cách copy này chưa? Nhá, rồi ok. Vậy thì sau khi làm xong thì tôi sẽ phải group cái đối tượng này này. Bởi vì lý do rất là đơn giản. Trong một bản thiết kế các bạn có đồng ý với tôi là một bên nó sẽ là ảnh và một bên sẽ là text không? Và một bên ảnh thì các bạn có thấy là nó sẽ có khung rồi nó có bo viền rồi nó có sự trang trí các kiểu không ạ? Bây giờ tôi muốn tận dụng cái khung này để tôi kéo sang bản thiết kế khác thì tôi phải kéo từng cái một rồi. Đúng không ạ? Thay cho việc cái tôi group nó lại thành một nhóm thì có phải tôi kéo cả nhóm sang có phải tôi tận dụng hết không ạ? Thì cái giá trị làm công nghiệp nó phải nằm ở đây. Nên chắc chắn chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G. Ctrl G là group đối tượng. Và Ctrl Shift G là tách đối tượng ra. Ctrl G là group. Hôm nay không đi với nhau giận nhau. Nào Ctrl G là group và Ctrl G là group nhiều chưa? Và trong cái group này bạn có thể đặt tên cho nó, ví dụ khung hình thiết kế hình tròn, khung hình thiết kế hình vuông, khung hình thiết kế text, khung hình thiết kế cái này cái nọ. Thì tóm lại bạn nên đặt cho tôi một cái tên vào đây. Và thứ hai bạn sổ xuống thì bạn có thấy là tôi chọn được tất cả của nó không ạ? Tôi muốn chọn vào cái số 1 tôi dịch chuyển vào cái số 1. Tôi muốn chọn vào cái số 2 tôi dịch chuyển vào cái số 2. Tôi muốn dịch chuyển vào cái số 3 tôi dịch chuyển vào cái số 3. Số 4 tôi dịch chuyển vào 4. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng cái giá trị mà tôi đang chọn layer mà trong group này có nghĩa là nó ưu tiên layer. Nếu chúng ta dùng phím Ctrl và tích thẳng vào đối tượng thì có phải chọn nó không ạ? Có đúng không ạ? Chính xác nhờ tích vào cái. Bạn yên tâm bạn chọn chính xác rồi. Giữ Ctrl chọn vào đây sẽ chọn cái này. Giữ Ctrl chọn cái này sẽ chọn đúng cái này. Giữ Ctrl tích vào cái này sẽ chọn đúng cái này. Nhưng các bạn có thấy là toàn bộ đối tượng này đang trong group ạ? Đáng nhẽ nó phải chọn group. Tại sao nó chọn từng đối tượng? Bởi vì đây là chế độ ưu tiên ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Nhưng tôi trong trường hợp mà nhiều lúc tôi muốn thiết kế sang phiên bản khác thì các bạn nhớ một điều rằng đây là chế độ group thì tôi sẽ ưu tiên group. Các bạn nhìn nhá, giữ Ctrl tích vào đây đúng không? Bạn thấy nó chọn được cả group ạ. Nó đâu có chọn được cái bên trong đâu ạ. Vậy thì các bạn hiểu về cái tính năng layer và group chưa? Group là chỉ chọn group thôi, còn layer sẽ chọn được đối tượng layer trong group đấy. Bởi vì cái ưu tiên của nó là cao nhất. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Đã xong. Xong chưa? Còn vấn đề gì nữa không ạ? Nào tiếp tục nha. Lúc này chúng ta sẽ chuyển sang một cái nữa gọi là show transform. Các bạn nhìn show transform chưa ạ? Cái show transform này đồng nghĩa với cái việc như sau, đó là tạo ra cái form dáng của đối tượng. Hay khi bạn tích vào đây thì đối tượng sẽ làm sao? Khi tôi tích vào nhá. Nào, tôi tích vào đây. Thì các bạn có nhìn thấy là ngay lập tức nó sẽ tạo ra các đầu điểm chốt cho một đối tượng gồm có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm, 8 điểm. Tương ứng với cái việc bạn thay đổi kích thước của đối tượng đó. Ví dụ trong thiết kế người ta sẽ không bao giờ vẽ ra một cái hình mà đưa vào phát nó đúng bằng hình đấy. Nó có phải là cũng phải to có, nhỏ có, vừa có. Và đôi lúc nó phải như thế nào để nó hợp với cái khung hình của các bạn. Thì các bạn nhìn này cầm đây kéo nào. Và khi kéo nhảy thì các bạn nhớ một điều rằng là các bạn thấy là hình nó sẽ bị bóp méo. Và đây là giá trị cực kỳ cấm kỵ đối với những giá trị như về chữ và hình ảnh. Tuyệt đối không bao giờ dùng cái này. Hiểu cái này chưa? Có nghĩa là phóng to thu nhỏ hình thì bạn nên giữ phím shift cho tôi là đồng dạng. Phím an là đồng tâm, shift an là đồng dạng và đồng tâm để chúng ta thiết kế cho chuẩn. Xong phần này chưa? Ok. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ bỏ cái show transform đi thì khắc chúng ta hết. Và cái lệnh này tương ứng với lệnh đó là Ctrl T. Các bạn ghi đi, Ctrl T tôi dùng nhiều hơn nhiều. Ctrl T chính là gì? Bảng thay đổi kích thước của đối tượng. Tất nhiên trong Ctrl T nó còn vô vàn những cái thứ lệnh mà chúng ta cần phải học. Nhưng chúng ta phải học từ từ Ctrl T. Các bạn nhìn ạ, có dấu đầu một chút ạ. À tôi cao lên một tí, tôi thấp xuống một tí, tôi xuống dưới một tí, tôi lên trên một tí, tôi sang phải một tí, tôi sang trái một tí, tôi sang trái một tí và tôi sang phải một tí. Và tất nhiên ra góc của biểu tượng thì tôi sẽ thay đổi cả hai chiều. Nhưng nhớ giữ Shift và phím An. Còn ra góc ngoài cùng quá thì chúng ta xem dạng. À, xoay đối tượng. À, chúng ta giữ Ctrl đối tượng thì chúng ta sẽ thay đổi một góc của đối tượng được. Như một góc đối tượng chưa?
Ok, giữ căn chung đối tượng, chúng ta đã tạo độ xô lệch đối tượng được từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. Ok, thì cái bài này nó tôi sẽ lấy một cái ví dụ như sau, đó là lấy một cái tấm ảnh thì bạn sẽ rõ hơn nhiều so với file thiết kế chúng ta. Tôi sẽ chọn đối tượng này về, tôi cầm này, tôi ném cả vào đi, bạn nhìn thấy chưa? Ok nhá, căn chung nào, ví dụ căn chung T, các bạn ghi đi tính năng của căn chung T như sau. À, trong một bản thiết kế thì các bạn có đồng ý với tôi đây là cái giá trị background. Phần thứ hai, tôi cần một thiết kế thì có phải cần một cái ảnh không ạ? Bởi vì cái nội dung dành cho việc thiết kế một cái banner, poster hay standee gì đó thì đều đầu tiên là phải kích thước. Sau đó đến cái gì ạ? Đến cái ảnh của cái công ty của người ta để mình muốn là làm về ngành nghề gì, đúng không ạ? Thứ ba là nội dung người ta cung cấp thì tất nhiên là người ta sẽ cung cấp file word cho em rồi. Việc còn lại của em là em phải thiết kế làm sao cái phông chữ là phải phù hợp với ngành nghề. Nên chắc chắn là chúng ta phải chọn được cái phông chữ phù hợp với ngành nghề. Chỉ việc lên trên mạng và search theo cái chữ phông chữ nào đó và chọn theo ngành nghề tiếng Anh là ok. Các bạn hiểu ra, đấy là những cái nội dung cần và đủ để cho một bản thiết kế chúng ta hoàn thiện. Ok, tôi sẽ chọn vào Ctrl O. Ctrl O như hôm trước tôi đã nói cho bạn biết là có hai cách. Cách thứ nhất là mở cái file bạn đang thiết kế dở từ hôm qua chưa làm xong. Cách thứ hai là bạn mở một cái file ảnh để bạn có thể kéo vào phiên bản thiết kế mới của bạn. Thì tôi sẽ chọn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn một cái gương mặt của năm. Đây gương mặt của năm. Mới về, mới mua cô này. Đấy thì sau khi mà bạn mở ra thì ở đây nó có hai trường hợp xảy ra như sau. Nha các bạn nhìn này. Cô chạy đâu rồi? Mở lại. Đấy, thấy chưa? Vừa nói hơi hạ thấp phát là người ta không ra này. Đó, ok. Cũng không ra luôn. Là sao? Ô thật à? Tự ái à? Can chôn ho à? Rồi, làm sao đây? Không phải to đâu em, những cái khác xem được. Thế anh tắt bỏ cái này vậy. Đấy. Chọn file lại xem có được không? Lúc này chúng ta sẽ chọn một cái cổ giấy 1200 x 1200. À, sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào file và chúng ta chọn vào Ctrl O và chúng ta chọn một cái hình nào đó không vào thật, vậy thì tạm dừng đây. Ok, chúng ta chọn vào file, chúng ta chọn vào Ctrl O. À, trong phần Ctrl O thì tôi sẽ chọn một cái cô gái như thế này. Không chạy ra nữa. À, ok, được chưa? Thì các bạn nhìn này, ở đây chúng ta sẽ có hai cái tab của chúng ta đang thể hiện rằng là chúng ta đây là phiên bản thiết kế của chúng ta và đây là cái nguồn tư liệu ảnh mà các bạn thực cần thiết kế. Thì bây giờ làm thế nào để cho cái ảnh cô gái này mà nó có thể chạy sang đây, thì cái công cụ phím V nó có tính năng là dịch chuyển cái hình của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn vào V. Chúng ta cầm chắc đối tượng đó và giữ chuột, kéo đối tượng sang tab số 2 và giữ chuột luôn và kéo vào giữa màn hình chừng nào xuất hiện dấu cộng. Có nghĩa là chúng ta kéo cô gái thành công rồi đấy. Ok, được chưa? À, đây là những cái cách đầu tiên mà luyện cho chúng ta sự kiên trì và xuất sắc. Chính xác là người ta sẽ luyện nhỉ. Còn đối với tôi thì tôi cũng không bao giờ làm như này. Tôi sẽ dùng cái thao tác là Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy cái đối tượng và sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl V. Nó có giống nhau không? Hiểu chưa? Ctrl A, Ctrl C và Ctrl V là copy sang. Hiểu chưa? Ok, cách thứ ba là tôi nhắc lại bài cũ một tí, tôi chọn là Windows và tôi chọn vào đây thì ở đây nó cửa sổ cho các bạn. Thì ở đây nó có hai giá trị thì bạn chỉ việc cầm này bạn ném một phát sang là câu chuyện cũng như nhau. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok. Và cách tiếp theo một lần nữa thì người ta sẽ chơi một trò như sau, chơi hơi thô thiển tí là cửa sổ E. Cửa sổ E nó sẽ ra My Computer của các bạn. Tôi chọn vào ổ E và tôi chọn vào thư viện ảnh thì cho các bạn dễ nhìn hơn. Đây tôi chọn vào thư viện ảnh. À, trong phần thư viện ảnh thì tôi sẽ có một cái gì ạ? Tôi sẽ có một cái ảnh, đó là ảnh G. À, và tôi sẽ chọn vào ảnh G thì đây cô gái nằm đây ạ. Và cầm này, các bạn nhìn này, cầm thẳng cái này. Ném giữ chuột nhá, giữ chuột này, kéo vào đây. Xuất hiện chưa? Nếu em thả vào đây thì câu chuyện nó tạo ra một tab mới. Nó giống như Ctrl O. Còn cách thứ hai, nếu mà bạn cũng dùng chiêu thức đấy là cầm cái này, giữ chuột và kéo vào Photoshop nhưng lại không kéo vào tab này mà kéo thẳng trực tiếp màn hình,
thì câu chuyện của chúng ta này là khác nhau. Bởi vì cái biểu tượng này khi thu nhỏ này nó có một cái đặc biệt như sau, đó là không thể tác động vào nó được. Ví dụ xóa đi không xóa được, các bạn hiểu chưa? Vậy thì cái phần này tôi sẽ giải thích cho bạn sau tại sao nó lại không xóa được, bởi vì nó chính là cái phần chia sẻ một phần nữa của tôi trong cái phần layer đó. Ok, Ctrl D và chúng ta vứt đi nhá. Rồi ok, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta mở cái file như bình thường đi. Đấy, ngay cái việc Ctrl O chúng ta có rất nhiều cách. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là các copy, và tôi thường thường dùng cái thêm một cái lệnh nữa là Ctrl V kép. Ctrl V kép là tắt cái file tôi đi. Tại sao phải tắt file? Các bạn có thấy máy tôi vừa bị treo không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta mở nhiều file quá thì cái dung lượng của chúng ta không cho phép, nên đôi lúc nó sẽ bị treo máy. Mà tránh trường hợp chúng ta làm lâu quá rồi, làm lâu quá nhiều người quên mất là save file lại, thì đôi lúc bị treo chắc chắn là các bạn yên tâm một điều rằng mất file chuyện bình thường. Dẫn đến trường hợp mà chúng ta làm cho khách hàng thì chắc chắn là sẽ tức lắm đấy. Đúng không ạ? Mà tức cũng không được, bởi vì làm sao được, khách hàng nó chửi chết. Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi, thì sao cái này là Ctrl V thì bạn nhìn cái hình ảnh chưa? Sau khi đưa hình ảnh xong thì nó sẽ sinh ra cho các bạn một layer mới chứa cái đối tượng đó. Nhìn không ạ? Rất là rõ ràng. Chúng ta ấn vào Ctrl T. Lúc này Ctrl T thì có phải giữ shift là phóng to thu nhỏ nhỉ không ạ? Nhìn này chưa? Thu nhỏ, phóng to, đúng chưa? Ok, lên trên xuống dưới, xuống dưới lên trên, sang phải, sang trái rồi lại sang phải. Được chưa? Ra góc của biểu tượng thì sẽ thay đổi được hai chiều của đối tượng đó. Được chưa? Giữ phím Ctrl là chúng ta sẽ thay đổi từng góc của đối tượng được. Đây ạ. Nhìn này chưa? Ok. Và giữ phím Ctrl Shift Alt thì sẽ tạo ra điểm hút cho đối tượng được bằng cách cầm lấy kéo đẩy. Điểm hút chưa? Ok, đây là một trong chiêu thức rất là quan trọng trong việc chụp ảnh phản chiếu gương. Mình đã dùng này. Các bạn đã ra đi chụp ảnh phản chiếu gương chưa? Em cứ đi chụp một cái tấm ảnh mà nấp đằng sau một tấm kính thì tôi đảm bảo cho bạn biết bạn không ra chụp được. Bởi vì sao? Nó bị phản bóng sáng mà. Đặc biệt là chụp ảnh thờ. Đấy, chụp ảnh thờ nó có một tấm kính. Bạn chụp mình bảo là phải đặt đúng chính xác cho tôi chụp thì nó mới chuẩn đâu. Thử về em xem. Chụp chắc chắn là bị bóng kính nó phản lại. Vậy thì người ta phải đứng lên trên tầm ghế, người ta chụp check xuống dưới thì trên này nó sẽ to và dưới nó vát chéo ngược lại, thì nó mới sinh ra cái công cụ đó là crop. Đây ạ, công cụ crop này có đúng lấy lại độ hút cho đối tượng. Cái này rất quan trọng để tôi nói cho bạn sau. Đấy thì sau khi đưa xong thì các bạn nhìn này, giữ Ctrl N, Ctrl T chúng ta sẽ có một Ctrl Shift An là sẽ hút nhỉ, nhìn chưa? Hiểu Ctrl Shift An chưa? Ok. Phần thứ hai, trong cái biểu tượng của Ctrl T của chúng ta cũng có rất nhiều những cái phần, ví dụ phần warp. Nhìn phần warp này chưa? Và khi ấn vào phần warp này của đối tượng của chúng ta sẽ tạo ra độ lưới của các bạn, thì bạn có hai cách lựa chọn biến đổi hình dạng, đó là lựa chọn bằng tay, có nghĩa là cầm cánh tay toàn kéo xuống. Ok, cầm cánh này kéo xuống hoặc võng lên để tạo ra hình nhận sóng. Nhưng còn cách thứ hai là bạn có nhìn thấy biểu tượng warp thì ở đây nó sẽ có thư viện cho các bạn, thì bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ tự thư viện cho các bạn bẻ cong. Và cái phần bẻ cong đấy thì nó có đầu điểm chốt để cho các bạn xuống dưới hay lên trên, hiểu cái này không ạ? Okay. Và cũng tương tự như vậy, tôi sổ xuống tí nữa tôi sẽ chọn ở đây, sổ xuống nữa tôi sẽ chọn ở đây lượn sóng. Nhìn cho anh nhé, cầm này, hiểu cái này chưa đã? Ok, và sau khi làm xong bạn ấn vào phím V, quên là bạn chấp nhận được nó rồi đấy ạ. Rồi ok, làm lại. Hiểu về phần đó chưa? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm một bản thiết kế như sau. Các bạn ghi đi cách ứng dụng trong phần thiết kế. Để muốn làm thiết kế thì chúng ta sẽ chọn đầu tiên là một cái khổ giấy. Tôi sẽ chọn vào Ctrl N. Với cái khổ giấy này thì bạn hãy chọn cho tôi một cái kích thước. Ví dụ tôi đánh là 1200. Được chưa? Tôi sẽ gõ vào đây là 628 để cho các bạn biết đây là một trong những cái mà banner chúng ta thiết kế trên Facebook. Chúng ta có thể chạy quảng cáo được cái này. Và độ resolution thì bạn có thể để là 72x150, tôi sẽ chọn 150. Và tôi tính theo đơn vị là pixel. Nhìn này chưa?
Và sau khi làm xong thì tôi ấn vào tạo ra khổ giấy. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đặt vị trí của text của chúng ta nằm ở đâu, diện tích nó ra sao. Thì tôi sẽ chọn vào phần view, và ở đây nó có phần là new view layout, là cách chia đối tượng cái thiết kế chúng ta thành những cái phần bằng nhau. Ví dụ text trong phần thiết kế về bên Facebook nó chỉ giá trị là bằng 20% thôi, thì nó sẽ bằng 5 ô của các bạn. Hồi xưa thì tôi cũng bị một cái là tôi hiểu sai, là có vấn đề là khi mà tôi đặt vào đúng 5 ô xong rồi tôi dịch chuyển ra chỗ khác thì nó vẫn là tỷ lệ 20%, thì câu chuyện đó nó không phải, nó phải nằm đúng trong 5 ô giá trị của bạn cơ. Nó không hiểu theo cái cách mà bạn là cái này nó bé hơn 5 ô là chúng ta cứ dịch chuyển đâu cũng được, câu chuyện nó sai nha. Ok, chúng ta chọn vào đây, và ở đây nó sẽ có chia cho các bạn là 5 ô theo chiều nằm ngang và 5 ô theo chiều nằm dọc. Đây là một trong những cái phiên bản dành cho việc thiết kế web, thiết kế về layout, thiết kế bất cứ cái gì thì người ta cũng chia nhảy. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì tôi chọn vào đây nhá. Nhìn các bạn 5 ô đúng không? Thì cái phần text của các bạn, ví dụ như tôi sẽ chọn vào T, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ ghi giảm giá. À, 30%. Đây ạ, khi tôi phóng nhảy. Ok. Tôi sẽ đặt vào đây, đây nó tương ứng với 3 ô này. Nhưng mà các bạn chỉ cần cầm này, bạn nhảy lên đây một tí thôi, câu chuyện là khác nhau nha. Nó sẽ không hiểu đấy là tỷ lệ của cái việc 20% đâu. Dính một tí nhảy là vứt đi đấy. Nên tóm lại tôi cứ đặt trong cái ô cho lành. Nhìn không ạ? Và cái việc mà còn 2 ô nữa thì đấy là cái chữ của các bạn, để tùy các bạn, bạn đánh nào được. Chứ còn chưa nói về ký tự nhá. Trong cái phần thiết kế nó gồm có bao nhiêu ký tự. Đấy thì ít nhất các bạn thiết kế bạn phải nằm trong ô này cho tôi. Và ví dụ từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu giảm giá trị sản phẩm của bạn đấy ạ. Không bao giờ được chòi từ đây sang đây. Ví dụ kiểu như này là chết. Như này là 6 ô đấy. Một diện tích đầu tiên hồi xưa thì mình cứ nghĩ là cứ ốp vào đây xong để kéo ra chỗ khác, đấy là câu chuyện xài. Đấy, sau khi một con bài tôi phân tích về chạy quảng cáo thì nó sẽ có một cái kỹ hơn. Chúng ta phải làm nghề thì cái gì cũng phải biết. Đấy. Ok, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta lại tiếp theo một cái giá trị nữa là tôi ấn là chọn vào view và nó có clear. Cái phần clear GUI này nó sẽ xóa toàn bộ cái này đi. Để làm gì? Bởi vì các bạn thiết kế những sản phẩm như là tờ rơi, có nhiều người không thiết kế trên YouTube, có nhiều người không thiết kế trên content thì bạn phải chia lưới cho tôi cái. Lưới tại sao lại phải chia lưới? Bởi vì cái tỷ lệ nó rất quan trọng cho việc thiết kế, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ hơi khác hơn mọi ngày trong phần phổ sông. Có nghĩa là thích dạy kiểu nào cũng được em ạ. Tóm lại hắn một clear vui em nhìn nhở. Lúc này tôi chọn vào view, tôi chọn vào new view now, thì lúc này tôi sẽ chơi trò như sau. Đây là cột, tôi sẽ tích vào đây. Tôi vừa giảm cột này đi. Cột này tôi sẽ làm sao tôi tăng giá trị lên 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi sẽ chia là 12 cột. Và trong mỗi cột đấy thì tôi sẽ có phần vui te, chính là khoảng cách giữa các cột. Tôi sẽ tích vào đây. Tôi sẽ chọn vào 20px. Đấy, câu chuyện đó nhỉ. Cái này chính là phần lưới trong phần thiết kế web. Bởi tại sao chia 12 cột? Bởi vì là tỷ lệ của 4 cái này nó sẽ là 1 cột. Ảnh nó sẽ là 4 là 1 cột. 4 cái này là 1 cột. 4, bởi vì nó sẽ tương ứng với tỷ lệ 1/3. Và tỷ lệ 1/3 là một trong những tỷ lệ vàng trong thiết kế. Vậy tôi hỏi bạn, bạn thiết kế một cái ảnh, bạn tràn vào đây tôi chiếm với tỷ lệ 2/3, từ tự khắc nó đã đẹp sẵn rồi. Nó đã ngon lành sẵn rồi. Đấy, đấy là cái việc mà. Đây, các bạn nhìn công nhận đồng ý tôi không ạ? Vậy thì tôi chỉ cần vẽ một hình như sau. Đếm số cột nha, tôi vẽ này. Ví dụ bạn thiết kế một cái voucher giảm giá, tôi có 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô, 7 ô, 8 ô. Thì có phải 8 ô tôi sẽ làm nhảy không ạ? Yên tâm, đây là tỷ lệ 2/3, còn tỷ lệ ngược còn lại là 1/3. 2/3 là tỷ lệ vàng, 1/3 là tỷ lệ vàng, thì cả ảnh đặt nhà là ngon rồi ạ. Em hiểu chưa? Ok, lập ra một layer mới và đổ một cái màu. Lập ra một layer mới bằng lệnh là Ctrl Shift Alt. Ctrl Shift Alt. Và chúng ta đổ bằng màu bằng Alt Backspace là đổ màu phía trên, và Ctrl D là dứt lệnh chúng ta. Các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Đây là một trong những thuộc tính người ta thiết kế web dạng hai cột, thì bên này là banner và bên này là menu đấy ạ.
đấy 12 cột đấy. Và để muốn hiểu được cái đấy thì bạn chỉ cần lên trên mạng search là cái lưới theo kiểu .gs là bạn sẽ đạt một điều này 960. Nào, như này, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl H chính là tắt lưới và Ctrl H là bật bật cái lưới lên. Sau này em thiết kế không nhất thiết cái này phải là web đâu. Kể cả trong InLoot hay trong InDesign nó đều có tính năng này hết. Trong InDesign thì người ta ấn vào biểu tượng đó là Ctrl gì? Ctrl B đối với text, nhưng mà nó có một phần là chia cột để chúng ta làm cho chuyên nghiệp. Thì sau này tôi khuyên bạn là để muốn thiết kế đẹp hay không nó phải chia từ lưới này. Ok, về Ctrl D. Lúc này Ctrl H ra thì chúng ta sẽ chọn một cái text. Đây là text đấy. Sau khi text xong tôi ấn vào Ctrl H để làm sao tôi tích vào đây. Nhìn nhá. Ok, sản phẩm. Sản phẩm. À. Ok, tôi sẽ tích vào đây Ctrl Enter là rất lạnh và tôi sẽ phóng to. Thì trong đây nó có mấy cái nguyên tắc như sau, là tôi ấn vào Ctrl T thì không bao giờ được vượt ở mép này. Em nhìn thấy chỗ khoảng cách giữa các cột đó thì text không bao giờ được nằm trong đó đâu ạ. Thì nói cho bạn biết luôn nha. Cái này nó chỉ được nằm từ đây đến đây thôi. Hoặc các bạn từ đây đến đây tùy bạn, nhưng không bao giờ được chạm vào nhau. Đấy là cột khoảng cách. Ok, sau khi làm xong thì tôi đã có text rồi. À, sau khi tôi đã có text xong thì tôi sẽ đẩy lên trên một tí và bắt đầu tôi sẽ dùng text văn bản. Thì text này chính là mô tả đấy. Tôi sẽ quét qua một cái vùng rác và cái vùng như thế này. À, sau đó thì bạn sẽ đánh một cái text cho tôi. Ctrl A, Ctrl C. Sau đó thì Ctrl V. Chúng ta sẽ có được cái text của chúng ta nhiều. Và text này thì phải là text thường, không được dùng nét là nét dày mà là nét mạnh. Và không được dùng chữ in hoa mà là dùng chữ thường. Tôi sẽ chọn vào chữ thường. Nhìn ạ. Và chữ này cũng nhất thiết là không nhất thiết phải là màu tím, mà tôi sẽ chọn cho nó một cái màu. Trong InDesign nó có một tính năng thương hiệu rất là quan trọng, đó là bạn thay hàng loạt tính năng của cái phần màu đó. Ví dụ bạn dùng các visit phong bì thư, tiêu đề thư mà toàn bộ là màu xanh. Bây giờ khách hàng bảo không, cái màu xanh nó phải đậm lên hết một tí, đậm lên một tí thôi. Thì có phải em phải sửa lại từng cái không ạ? Mà em biết cái bộ nhận diện nó hàng bao nhiêu trang như thế, em sửa được nổi không ạ? Tất nhiên em sửa nổi, nhưng mỗi tội nó vất không ạ? Vất. Nên là tính năng màu của InDesign tôi sẽ chia sẻ cho bạn phần sau nha. Phần đấy là phần mà tôi chia sẻ tất cả các khóa khác. Ok, T. Lúc này chúng ta chọn vào paragraph để căn đều đối tượng text đi. Thì text nó sẽ đẹp hơn. Rồi tôi tích vào đây, tôi đẩy lên trên tí. Ok, tôi sẽ chọn vào đây. Làm thiết kế thì cho nó ra chỉ cần là chọn nhảy thôi. Đâu rồi, tự nhiên nó cứ chạy loạn cũng sẽ này. Ctrl C. Ok, Ctrl H nào. Thì các bạn nhìn cái text của tôi sẽ nằm được ở vị trí này. Và cái hình ảnh của tôi sẽ làm sao? Chuột phải chọn ở đây. Chuột phải, có phải chọn vào đây nó là chọn nó không ạ? Và sau khi chọn vào nó thì tôi chỉ cần nhét một tấm ảnh vào đây là được rồi. Ở đây nó sẽ có ảnh to, đúng không ạ? Ở đây có text, thì bên này bạn sẽ chèn cho tôi một vài cái ảnh nhỏ nữa là ok rồi. Thì đây là một trong những cái tỷ lệ vàng trong việc thiết kế của chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chính xác là phần thiết kế như sau. Nào, vậy thì khi làm thiết kế bạn xác định là màu sắc của họ là màu gì, và cái màu đó có dùng nhiều không. Nó nếu nó có 3-4 màu thôi thì chúng ta xác định 3-4 màu từ trước đi. Đừng bao giờ đến lúc đấy chọn màu vàng, tí lại chọn màu tím, tự lại chọn màu xanh, bởi vì như vậy thì bạn sẽ làm quảng cáo cực kỳ yếu và nhận diện thương hiệu bạn cực kỳ kém luôn. Bạn chọn cho họ những cái màu có luôn và người ta chọn màu luôn cho chúng ta nhá. Phải chọn màu của họ nhá. Chọn trước đi, bộ màu người ta dùng bao nhiêu màu. Có 3 màu, ok tôi chọn 3 màu trước cho nó chuẩn. Sau đó từ cái bộ màu tôi sẽ phát triển ra từ logo đến các visit, đến phong bì thư, đến tiêu đề thư, đến banner, đến menu, đến các kiểu cái gì đó. Thì cũng cần phải thống nhất ngay từ đầu là màu nhá. Màu xong, có màu rồi, bắt đầu mới liên quan đến hình tượng. Bởi vì màu đấy liên quan đến sản phẩm của người ta, liên quan đến tâm linh của người ta, liên quan đến phong thủy của người ta. Thì cái việc chốt, việc đầu tiên là phải là màu. Mà các bạn biết là trong bản thiết kế thì có nhiều màu đâu, có 3-4 màu thôi nha. 4 màu là nhiều rồi, chỉ có 3 màu hất lại thôi. Chọn ngay từ đầu, không tránh hợp sai. Cái này nó sẽ được làm thể hiện ở trong phần InDesign. Ví dụ các bạn học InDesign thì ngay tức nó sẽ quy định là cái màu tiêu đề là màu gì, màu thiết kế là màu gì luôn. Bởi vì nó sinh ra để giản trang.
Đấy thì cái phong cách của chúng ta đi qua là cái background có thể là một màu và background có thể là ảnh và background có thể là gradient. Nếu background là một màu thì bạn phải dùng tất cả các sắc độ về màu để tạo ra sắc độ cho thiết kế của các bạn. Nếu là background là gradient thì bạn chỉ việc là chọn được cái màu mà đúng theo phong cách thiết kế của người ta là ok. Còn nếu mà là phong cách về ảnh thì chắc chắn là bạn phải chọn một cái ảnh có sẵn. Và cái ảnh đó thì tất nhiên tôi có tư liệu, đó là Canon O. Các bạn nhìn Canon O chưa? Phần Canon O này tôi sẽ chọn phương pháp nhanh nhất, đó là tôi kiếm một cái ảnh bên ngoài tôi kéo vào tôi đỡ phải làm màu cho nó mất mất thời gian đó, mà chưa chắc là đẹp bằng cái thứ của tôi. Thì lúc này tôi sẽ chọn vào thư bên này. Ở trong phần này tôi sẽ chọn đến phần background. Và tôi khuyên các bạn một câu rằng là khi mà chúng ta tìm và thiết kế cho một doanh nghiệp nào đó thì cái background phải phù hợp với ngành nghề của họ. Về nhà chúng ta sẽ search background màu tím, background màu vàng, background màu tím hoặc xanh đỏ tím vàng, bạn search hết cho tôi. Bởi vì cái này có ý nghĩa. Các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn là background nha. Đây các bạn nhìn background chưa? Đây là tạp nham đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ search background như sau. Đen trắng đúng không ạ? Tím. Các bạn thấy nhá, tôi sẽ chọn toàn bộ màu tím. Ok, tôi search background màu xanh với gây thì toàn bộ màu xanh gây. Bởi vì các bạn có thấy là doanh nghiệp nó có rất nhiều loại màu không ạ? Ông nào thiên về tím tôi phang tím luôn. Ông nào màu đỏ tôi phang đỏ luôn. Thì như vậy thì có phải nhanh không ạ? Ok, những cái nào liên quan đến mỹ phẩm thì ok tôi sẽ search về hoa. Mùi thơm mà. À, những cái gì liên quan đến dầu đầu tôi search gì ạ? Thì ảnh thiên nhiên, thác nước các kiểu tôi ghép vào thì có phải nó mát không ạ? À, vậy người ta gọi là ảnh liên quan đấy. Tìm thiết kế là như vậy và chúng ta mất công một tí thì nó sẽ rất là nhanh. Lúc này tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ có một cái background texture và tôi sẽ kéo xuống. Đây là cái background tôi đã tìm được khá lâu rồi và cũng đã chia sẻ cho rất là nhiều các bạn đã học tôi. Ok, tôi sẽ chọn một cái tạm thời một cái ảnh màu tím nhạy. Thì trong vốn dĩ cái ảnh này nó tốt hơn hẳn so với cái màu bởi vì là nó đã có sắc độ từ đậm, trung gian và sáng. Và lúc này tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Thì lúc này các bạn đồng ý với tôi là tôi có cái background đúng không ạ? Tôi ấn vào Ctrl V thì có phải có background chưa? À, với cái background này tôi không biết là to hay nhỏ nhưng mà tôi sẽ ấn vào Ctrl T thì bạn sẽ thấy nó to mà. À, to như này thì có phải là tôi muốn sợ bằng như này thì tôi có thể thể hiện bằng giữ shift tôi kéo lên đây. Và sau khi kéo lên nó ở trên rồi tôi giữ shift tôi đẩy lên trên này tôi có được hình. Được rồi. Thế là đã xong background. Nó khá là nhanh thôi. Vậy thì tôi cũng hy vọng rằng bài hôm nay các bạn về nhà kiếm cho tôi background về tất cả các hệ về màu. Còn ông nào khôn ấy thì ông sẽ kiếm background như này riêng cà phê, background cho thời trang, background về cho mỹ phẩm. Nhưng tôi nói cho bạn background mỹ phẩm là khó nhất bởi vì search nó sẽ không ra những thứ mà bạn mong muốn đâu. Nên tôi sẽ search background màu hồng, background hoa hồng vàng, hoa hồng tím, hoa hồng xanh sẽ rất là dễ là nha. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiến đến cái phần bố cục. Thì cái bố cục cơ bản đó là bố cục là vàng một bên và em một bên, ảnh một bên và text một bên. Đấy là nguyên tắc. Và cái này được gọi là bố cục thông dụng. Tất nhiên chúng ta sẽ làm Photoshop giống hệt như Illust, nhưng nó sẽ bị chừa ra cái đoạn khó. Và đoạn khó thì chúng ta sẽ giải quyết được. Thì đấy là sản phẩm cao cấp nhất. Tôi sẽ chọn một cái vùng chọn, nó liên quan đến vùng chọn gì? Hình vuông và hình tròn. Thì tôi chọn vùng chọn hình vuông, tôi sẽ kéo từ đến đây giữ shift thì các bạn sẽ thấy nó trở thành vuông. Còn buông shift ra thì nó trở thành tự do, giữ shift kéo vào đây một tí. Nhìn chưa? Và sau khi giữ shift xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi lại nhắc lại một lần nữa là nguyên tắc của cái việc là có vùng chọn thì lại phải có một layer mới. Và có một layer mới thì lại phải có một đối tượng mới nằm trên đấy. Thì tôi sẽ đổ màu, tôi lập lên một layer mới, được chưa? Có vùng chọn giống không? Nhưng chưa đổ màu đúng không? Đổ màu, bây giờ tôi sẽ đổ màu. Thứ nhất là bằng Ctrl Backspace là đổ màu trắng, là đổ màu phía dưới. Còn Alt Backspace là đổ màu phía trên. Và sau khi đổ màu xong thì bạn sẽ dứt lệnh cái vùng chọn đó bằng Ctrl D. Xong chưa? Và sau khi Ctrl D xong thì trở về V để tôi dịch chuyển sang phải, sang trái, lên trên hay xuống dưới. Đấy là việc của tôi. Đúng không ạ? Rồi. Sau khi làm xong, chúng ta sẽ thực hiện một chiêu thức như sau, đó là ấn vào Ctrl T. Biết Ctrl T để làm gì không ạ? Ctrl T. Ctrl T để tạo ra các đầu điểm góc để chúng ta thay đổi cái hình này để tạo ra bố cục thiết kế cho nó. Bằng cách chúng ta giữ shift, chúng ta xoay nhảy thì tự khắc chúng ta đã có được một cái hình mới và chúng ta đẩy về vị trí. Nhìn nhận. Rồi, và góc này bị thiếu, thì giữ shift kéo phát ra như này có phải to không ạ? Nhìn nhận.
Và sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T thì chúng ta đã có được một cái hình. Và tất nhiên nguyên tắc của chúng ta là ấn số 5 chính là opacity bằng 50%, ấn số 3 sẽ là 30%, đấy là chuyện đương nhiên mà chúng ta làm được. Ở phần thứ hai, chúng ta ấn vào Ctrl Z thì có phải nhân bản cái đối tượng làm hai không ạ? Và thường thường trong Photoshop Ctrl Z, đối tượng nhân bản sẽ nằm ở phía trên. Nó không có cái thuộc tính giống như là bên Inloop nè, Ctrl C rồi Ctrl B bỏ là copy đối tượng chung xuống phía dưới. Nên tôi sẽ làm Ctrl Z. Và sau khi Ctrl Z xong thì cái sắc độ đang là 30%, tôi sẽ ấn vào số 5% là 50%, tôi giữ shift, tôi đẩy sang trái để các bạn sẽ thấy ở đây nó có sắc độ cho các bạn. Nó có đậm, nó có trung gian và nó có sáng, nó có to, vừa và bé. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi ok, tiếp theo tôi lại chuột phải chọn vào cái nơi trên cùng. Các bạn nhớ nha, đây là cái câu chuyện rất quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ phải đưa ảnh vào trong thiết kế. Mà ảnh vào trong thiết kế thì chắc chắn nó phải nằm ở phía trên, chứ không phải nằm phía dưới. Bởi vì nằm phía dưới thì đôi lúc có nhiều người cái bài toán về quản lý đối tượng ấy cực kỳ là vớ vẩn. Thế là nhiều lúc bảo anh Khánh em làm giống anh mà không hiểu sao ảnh em bị mờ. Đúng rồi, ông cho chui vào cái hình nó bị opacity 50 vì nó chả mờ. Bởi vì cái thứ mà tôi đang chia sẻ cho ông ấy là ông coi thường nó, ông bảo nó đơn giản quá. Nhưng ông chính là người làm nhầm đầu tiên ấy, chứ không phải là tôi. Các bạn hiểu không ạ? Ok, tôi chuột phải chọn vào đây, tôi ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa thì có phải sáng hơn một độ không ạ? Bởi vì cái 50 là đè lên thì nó phải sáng độ, tôi dịch chuyển vào trong. Và cái này tôi sẽ chọn cho nó giá trị là phải gõ bằng tay em ạ. Không có 100% nghe chưa? Nhìn chưa? Ok, và thì chỉ có một cách đó là gõ 100% vào đây. Đôi lúc phải dùng tay. Đôi múc món ăn phải ăn bằng tay. Ví dụ ăn xôi. Hiểu cái này chưa ạ? Rồi, sau khi tôi đã chọn xong, tôi sẽ ấn vào Ctrl Z một lần nữa. Thì có phải là lên trên không ạ? Nào kể, Ctrl Z. Sau khi Ctrl Z xong thì tôi kéo ra cho bạn xem một cái này. Thì đây là đang là màu trắng, thì tôi muốn biến nó trở thành màu đen. Thì tôi ấn vào Ctrl Y ngắn, các bạn có thể ghi này, đảo ngược màu và đối tượng. Chúng ta sẽ dùng Ctrl Y ngắn. Sau này cái Ctrl Y ngắn nó sẽ rất là quan trọng cho bạn biết là tại sao nó lại ra màu này và tại sao ra màu kia. Ctrl Y ngắn, nhìn thấy màu đen chưa? À, đây là một câu chuyện mà anh Khánh chị chia sẻ đối với những người mà mới học thôi. Chứ còn anh Khánh khi làm anh chỉ ấn vào Ctrl Z và anh biết nó nằm ở đâu. Nhưng mà em có thấy là hai cái màu trắng chúng ta không phân biệt là thằng nào trên thằng dưới mà. Nên bắt buộc tôi phải dạy cho bạn chiêu thức là biến cái này trở thành màu đen để bạn biết rằng là cái này chính là cái ở trên. Đấy, đây là cái mà thực sự mà tôi đang chia sẻ cho bạn. Và sau khi tôi làm xong cái này thì tôi để lại một cái viền, được gọi là viền trắng. Bởi vì nguyên tắc của thiết kế thì để lại viền trắng nó sẽ rất là an toàn trong thiết kế, rất là sắc nét trong thiết kế nhá. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, và sau khi làm xong thì bây giờ việc còn lại là khung. Chúng ta đã làm xong và thiết kế thì chúng ta đã có bố cục, gọi là bố cục trong khung. Đây khung đấy, bố cục trong khung này. Còn bố cục ngoài khung, rồi bố cục gì? Bố cục chìm vào nền. Đấy thì đây là bố cục trong khung. Với bố cục trong khung này, tôi ấn vào Ctrl O. À, tôi sẽ chọn đến thư viện ảnh, tôi chọn đến trang sức. À, trong phần trang sức thì tôi sẽ kéo xuống một tí và tôi chọn vào cái folder đã đựng rất là nhiều rồi. À, người ta quảng cáo thì người ta sẽ chọn gái đẹp và người nổi tiếng, đấy là việc đương nhiên. Bởi vì tại sao những cái game show mà người ta hay chọn những người này? Bởi vì là cái độ fan của nó đông lắm. Em yên tâm, em chiếu truyền hình là một đống người sẽ xem theo, bởi vì nó cuồng theo cái cô bé đó, cậu bé đó. Ok, các bạn hiểu cái này chưa? Và phần thứ hai, người ta khi thiết kế người ta sẽ có tổng quan và trích đoạn. Tôi đang nói tổng quan và trích đoạn để làm gì ạ? Đây, tôi sẽ chọn cho các bạn một cái hương vị, đó là màu cái này. À, tôi sẽ có một cái cô gái, các bạn nhìn thấy cô gái chưa? À, tôi sẽ ấn vào gì? Màu tím sẽ gần với màu đỏ, hai cái đấy đứng gần nhau, bởi vì trong tím thì chỉ sẽ có đỏ và có màu xanh, đúng không ạ? Tôi ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt tôi đi. Lúc này, trước khi bạn cho cái hình ảnh chui vào đâu thì bạn phải làm một cái thao tác nhảy cho tôi, gọi là đa nghi, chuột phải chọn được cái hình đầu tiên và phải kéo ra nhảy. À, xem đúng chưa? Cái người mới học ấy, đừng có khẳng định là mình là người thông minh mà người nào nhanh trí, mà tóm lại tôi cứ phải nghi ngờ xem đúng đã. Làm đúng rồi tính sau, được chưa? Nào, sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl V thì cái hình ảnh sẽ nằm trên đối tượng đó một layer. Đây ạ, muốn cho hình ảnh chui vào đâu thì hình ảnh chỉ trên đó một layer thôi. Nhìn chưa? Và sau khi cho lên trên rồi thì tôi sẽ dùng cái lệnh tổ hợp phím, đó là chuột phải vào layer đó và chọn vào clip image.
Hình hiểu cái này chưa đã? Đọc cái vi thôi. Với vi mà. Hay tương ứng với lệnh là control and g. Control and g. Control and g. Control and g. Xong chưa? Đây ạ. Ấn vào đây, các bạn nhìn thấy ảnh chui vào chưa? Và các ảnh chui vào thì cái hình nó lại không nằm đúng vị trí, nên tôi sẽ kéo vào đây một tí. Tôi ấn vào Ctrl T đây, tôi kéo vào đây một tí nữa. Nhìn ạ. Nhưng nó chỉ bằng chiều này thôi nhá, không được kéo luôn vào trong đây nữa đâu nhá, nghe chưa? Bằng chiều ngang, và tôi giữ shift tôi đẩy lên đây. Bạn nhìn nhỉ? Và sau khi làm xong thì bạn đã có một cái hình của cô gái nằm ở vị trí này. Và tất nhiên là phải phô diễn được cái giá trị của cái trang sức này này. Nhưng em có nhìn thấy chi tiết của trang sức này không ạ? À đấy, đấy là cái câu chuyện tại sao người ta phải trích đoạn đấy. Người ta phải có một cái hình ảnh to của hình này, người ta view lên là cái ngọc nó có đẹp không? Cái ruby nó có tốt không? Cái vàng nó có tốt không nữa thì các bạn phô diễn lên thì nó bán được nhiều tiền. Kiểu giống như là cái này là hình ảnh tổng quan của toàn bộ tất cả những chung cư, thì ở đây nó sẽ có một cảnh tổng quan nữa là liên quan đến trường học, rồi siêu thị, rồi khu vui chơi, hiểu cái này chưa? Đấy, ok. Vậy trong quy trình khi thiết kế chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng này thì có phải dịch chuyển được cái này không ạ? Thì tất nhiên chúng ta có thể chọn vào đây. Ok, chúng ta chuột phải chọn vào đây, chúng ta sẽ tạo ra những cái phiên bản khác nhau. Ok, sau khi tôi có được cái này xong thì tôi có thể điều khiển là Ctrl Z thêm lụ nữa và tôi sẽ kéo nhảy được không ạ? Ok, vậy thì đây là những cái sắc thái của alpha đấy để làm gì? Để cho cái phiên bản thiết kế mình đẹp hơn và tốt hơn rồi. Hiểu phần này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong hiểu phần đấy rồi, tôi lại chọn đối tượng 1, tôi chọn đối tượng này, tôi ném vứt đi ạ. Được không ạ? Ok, chúng ta sẽ chuyển ngành nghề một tí sang đồ ăn. Đồ ăn thường thường các bạn có thấy là khi nhìn trên mạng hay dùng background nền gỗ không ạ? Vậy chắc chắn trong file thư viện ảnh của em phải có gỗ. Đúng rồi, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến thư viện ảnh, chúng ta sẽ chọn đến gỗ. Tôi sẽ chọn vào gỗ cho các bạn. Và sau khi tôi chọn gỗ xong thì tôi có một background gỗ rồi. Đây, trái, phải, trên, dưới, tùy các bạn. Bạn thích cái gì tùy nhá. Tôi chọn vào đây. Nhìn chưa? Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt đi và chuột phải. Và đây này không ạ? Đấy thì bị quen tay chuột phải, vì có muốn nên chuột phải thì ấn vào Ctrl V. Bạn nhìn thấy ảnh của tôi chưa? Và sau khi tôi làm xong tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại bởi vì cái ảnh to quá. Ok, được chưa? Rồi, sau khi đã có bách cái đao gỗ xong thì tôi lại dùng vùng chọn hình vuông, tôi vẽ vào đây, lập ra một layer mới và tất nhiên là phải vẽ một cái màu trắng vào này. Ctrl Backspace là đổ phía trên và Ctrl để quên mất đổ màu vàng, nó vui bởi vì nó ấm hơn. Vàng này hơi bị nhạt, tôi sẽ chọn hơi cam một tí, được không ạ? Nó đổ đây không chưa? Và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl D, tôi dứt lại đối tượng đó. Bây giờ tôi sẽ thực hiện chiêu thức làm sao để làm thiết kế. Tôi sẽ ấn vào Ctrl T, đúng không? Vậy trong Ctrl T thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi giữ phím Ctrl là tôi thay đổi một góc của đối tượng không ạ? Ok, giữ Ctrl, kéo đây. Kéo đây thì tôi lúc bị lên trên, bị xuống dưới, và giữ Shift cho tôi cái kéo này thì nó sẽ rất là chuẩn chỉnh. Giữ Shift chưa? Ctrl nhưng giữ Shift thì có phải thẳng hàng không ạ? Bạn yên tâm, mình kéo sang trái, kéo không phải, nhưng chỉ thẳng hàng tuốt nhẹ thôi. Và tôi sẽ select Enter vào đây. Tôi kéo sang trái một tí. Xong chưa? Rồi, sau khi làm xong tôi ấn vào số 50% thì có phải là như này không ạ? Và Ctrl Z lần thứ hai thì nó lên trên thì tôi dịch chuyển vào bên trong, tôi có được opacity tiếp theo. Và Ctrl Z lần thứ ba nữa tôi đẩy lên trên nữa thì tôi sẽ có được cái này. Được không ạ? Trong quy trình khi thiết kế thì tất nhiên người ta sẽ có cái đầu tiên tôi sẽ chọn là số 3. Và cái thứ hai tôi sẽ chọn là số 5. Và cái cuối cùng tôi sẽ chọn cái này, đúng không ạ? Và tiếp theo một cái nữa là Ctrl Z tiếp một lần cuối cùng thì có phải lên trên cùng không ạ? Đẩy vào trong. Và cái này tôi sẽ để là 100%. Và chắc chắn cái này tôi sẽ ấn vào biểu tượng đó là Ctrl Y ngắn thì các bạn có thấy là trở thành màu xanh không? Em biết tại sao nó lại thành màu xanh không? Ok, tôi nghĩ chứng tỏ là đã xem video của anh rồi. Lúc này chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O, chúng ta sẽ làm sao? Ctrl O. Và chúng ta sẽ chọn đến thư viện này, chúng ta chọn vào Food.
À, trong phần phút thì tất nhiên các bạn nhớ một điều rằng khi làm hồ sơ mình cứ chọn những cái sản phẩm nó dễ đẹp mà dễ làm, thành khoảng 5-6 bộ ấy thì cái việc mà xin việc của em cũng rất là dễ. À, tôi sẽ chọn đầu tiên ví dụ gà qué, và khi tôi chọn thì bao giờ nó cũng phải có cái hình ảnh này. Ok, tôi chọn vào đây. Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép. Chuột phải vào ông màu xanh trước, xong nó Ctrl V. Vậy thì có phải nó chỉ trên ngoài không ạ? Rồi, kéo vào đây. Nào, sau khi tôi chui vào, tôi ấn vào Ctrl A G là chui vào bên trong. Ctrl T vào đây vào cái thì tôi kéo vào đây một tí nữa. Tôi sẽ đẩy sang trái một tí nữa. Ok, tôi đã có được cái hình ảnh. Nhìn đây, có rau xanh nhá, có đỏ nha. Rồi, ok. Thì có phải là lúc này sau khi đã làm xong, chúng ta ấn vào Ctrl O tiếp theo một lần nữa. Chúng ta sẽ chọn logo. Logo này được gọi là logo PNG. Các bạn nhớ một điều rằng cái logo PNG của chúng ta thì nó được quyền là rất là sướng, cái là không có nền. Em có thể lấy trên mạng đem về. Còn nếu mà bạn yêu cầu khách hàng này bảo em chị ơi chị có logo bản mềm không? Nó có thể là từ file Corel, nó có thể từ file Loop, và bạn chỉ việc kéo phát sang là được rồi. Hiểu không em ạ? Bắt buộc là phải là bản mềm nhá. Còn nếu không có thì em phải tự đồn lại. Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép. Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl V thì tôi đẩy vào đây ạ. Đặt ở đây được không em? Đặt đây được không ạ? Vậy thì nhiều người người ta bảo đặt đây được không? Ok, chúng ta sẽ vẽ một cái hình vào đây. Được chưa? Rồi. À, tôi sẽ chọn là y ngắn và tôi chọn màu nâu đậm. Ok, nâu đậm. Tôi sẽ lập ra một layer mới, và layer mới thì cũng phải trên không ạ? Ở đây đổi màu thôi. Cái này đang ở trên dưới đấy. Rồi, cho xuống dưới một layer bằng lệnh gì ạ? Được chưa? À, ok, sao? Tiếp theo, chúng ta ấn vào Ctrl T thì các bạn có đồng ý với tôi giữ Ctrl tôi kéo nhảy được không ạ? Đúng không? Và nhớ một điều rằng này, cố gắng làm sao song song giúp anh cái. Được chưa? Đẩy sang đây. Đây. Logo hơi to, chuột phải rồi. Logo ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại một tẹo nữa, ấn này. Được chưa? Rồi, sau khi đã có một cái xong thì đây là phiên bản nó hơi thô. Tôi sẽ chọn tiếp theo, tôi vẽ một cái hình như này. Nào, lập ra một layer mới, đồng ý chưa? Ok, y ngắn chỉ thẳng vào đây. Nó có phải ra đúng cái màu này không ạ? Nhưng màu này sẽ là màu đậm hơn. Nhìn màu đậm hơn chưa? Đổ màu thôi, có layer chưa? Rồi, đổ màu. Thấy đậm hơn chưa? Nhưng cái màu đậm này đang nằm trên, nằm dưới đấy. Ctrl vào phương xuống dưới. Thế này người ta mới chơi trò như sau. Các bạn biết rồi, Ctrl T. Cầm này kéo vào đây được không ạ? Cho nó chuẩn chỉnh đã. Được chưa? Đặt vào đây được không ạ? Nhìn này chưa? Ok, giữ phím Ctrl có phải điều khiển một góc không ạ? Cầm này ném vào đây. Được không ạ? Ok, enter. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một giá trị là này, chui từ trong ra ngoài. Đấy, cũng là một cách, đúng không ạ? Các bạn bảo không đặt được thì chúng ta hãy cố gắng mà làm được thôi. Vấn đề là chúng ta đang đánh lừa thị giác của đối tượng. Bởi vì làm sao? Chúng ta đang biết cách và nhìn rất nhiều bản thiết kế của người khác rồi. Chúng ta lợi dụng những cái giá trị chúng ta học hỏi từ phiên bản khác và chuyển sang đây. Còn bên này tôi sẽ đặt tách là 30% hay giảm giá 35%, nó cũng rất hợp lý cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, thì đây là chính là phiên bản bố cục tiếp theo số 2 của tôi. À, tiếp theo, sau đấy thì tôi lại tiếp tục tôi lại xóa đi ạ. Được không ạ? Nào, bây giờ để làm bố cục số 3, chúng ta sẽ chọn vào hình vuông. Chúng ta vẽ vào đây một hình. À, lúc này bố cục chúng ta sẽ có cái này. À, chúng ta sẽ lập lên một layer mới và chúng ta chọn vào đây. Được chưa? Nào, nhìn nhá. À, đổ một cái màu đó là màu trắng. Ctrl D. Giữ phím An là copy đối tượng này sang nằm 2. Và cố gắng làm sao đừng có di chuyển bằng chuột mà hãy di chuyển bằng tay này. Nguyên tắc dùng hình nhiều vô hình vuông này thì bắt buộc phải di chuyển bằng tay. Và khe không bao giờ được quyền quá to. Em nhìn cái khe không được to nha, to là xấu nha. Sau đó tôi muốn chọn được hai cái layer, tôi giữ shift tôi chuột phải ở đây, có phải chọn được hai layer không ạ? Giữ phím An kéo đây. Bạn yên tâm một điều rằng nó sẽ có giá trị.
Ok, và tiếp theo tôi sẽ chọn tất cả những ông này. Được chưa? Giữ phím ăn. Theo đây. Ok, tiếp theo tôi chọn vào đây thì tôi chọn được hết rồi, tôi giữ phí mà tôi kéo xuống đây một tí. Giữ phí mà kéo xuống đây một tí nữa. Giữ phí mà kéo xuống đây một tí nữa. Em nhìn này chưa? Và sau khi tôi đã chọn xong tất cả những giá trị này, tôi được quyền làm sao tôi kéo xuống đây, bởi vì chắc chắn tôi sẽ hiểu về cái nguyên tắc chọn vào đây. Giữ ship chọn vào đây. Còn nếu không chơi trò khóa dưới được không ạ? Được chưa? Rồi, lúc này chúng ta sẽ đẩy ở đây và chọn vào biểu tượng là Ctrl G được không ạ? Lúc này mà em không Ctrl G thì sẽ rất là vất vả đúng không ạ? Ok, Ctrl G được chưa? Thấy cái nêu đơn giản chưa? Rồi ok, Ctrl T lúc này chúng ta thu nhỏ vào đây và chúng ta được quyền là thay đổi góc. Chúng ta có thể chọn cái góc làm sao cho nó phù hợp với cái bản thiết kế của các bạn. Ok, chọn góc đó tí nữa, chọn đây. Rồi, sau khi làm xong thì bạn đã có một cái hình. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cái giá trị như này. Các bạn nhìn này, giữ Ctrl tích vào đây. Đang là group không? Nhìn này, chọn layer. Giữ Ctrl tích vào đây, tôi ấn số 4. Giữ Ctrl tích vào đây, tôi ấn số 3. Giữ Ctrl tích vào đây, tôi ấn số 5. Giữ Ctrl tích vào đây, tôi ấn số 7. Giữ Ctrl tích vào đây, số 2. Các bạn hiểu cái này chưa đã? À, sau khi đã làm xong toàn bộ đối tượng thì các bạn có đồng ý tôi là tôi đang trong group không? Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn cho ảnh chụp vào đây được không? Thì các bạn nhớ một điều, cái group rất quan trọng. Có nghĩa là cái phương pháp mà tôi chọn bạn đó là Ctrl Alt G là cách làm cho ảnh chụp vào hình. Nhưng nó có thể chụp vào một group không? Thì có. Ctrl Alt. Chúng ta chỉ chọn vào biểu tượng chụp vào một group. Đó, các bạn nhớ nha. Ok, tôi sẽ chọn một cái màu đậm một tí. À, chọn hoa huyết cho sướng. Thức này. Hoa. Ok, tôi sẽ chọn vào đây hoa. Trong phần hoa tôi sẽ kéo xuống một tí. Hoa 2, hoa 1, hoa 4, hoa 5, hoa 6. Ok, tôi sẽ chọn một cái. Chúng ta chọn vào spa. Trong phần spa tôi sẽ kéo một tí xuống đây. Đó, tôi có hình ảnh này. Và sau khi làm xong tôi ấn vào Ctrl A chọn hết. Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt ra đi. Lúc này chúng ta sẽ chuột phải chọn vào group. Như vậy. Còn nếu không, chọn vào đây. Giữ Ctrl tích vào đây, yên tâm chỉ chọn group ạ. Và Ctrl V thì có phải nó chỉ trên group ạ? Nào. À vậy thì chưa trên group này, cho nên trên tất cả bằng Ctrl Shift và vô tay. Phải kiểm tra lại nhá. Chỉ có nhiều người bảo là người copy em đúng như vậy, chuột phải đúng rồi nhưng mà lại chui trong. Khổ lắm, nên là bây giờ nó chỉ trên cái group thì bây giờ tôi sẽ chui vào bằng cách chuột phải chọn vào make clip image. Ok. Và sau khi chọn xong thì tất nhiên cái file thiết kế chúng ta đã đẹp sẵn. Đúng không? Bây giờ công việc còn lại là gì? Chúng ta vẽ một cái hình vuông, chúng ta vẽ ở đây. À, vẽ to ra, đúng không ạ? Lập lên một layer mới, đổ một cái màu, ví dụ bạn chọn một cái màu hồng cho tôi là màu hồng sáng, ok tôi chọn vào đây để cho nó cùng tông. Sau khi chọn hồng sáng xong, tôi đổ bằng an backspace là đổ màu phía trên, thì các bạn nhìn này, tôi sẽ cần chọn một cái này, được chưa? Tích vào đây, các bạn có thấy cái này không? Tôi cho cái màu hồng xuống dưới, màu hồng này nhá, cái màu hồng tôi tạo ra một layer mới không trong group nhá, trong dưới tất cả bằng Ctrl Shift màu vuông tay phải, có phải xuống cả background? Cho nên trên một layer bằng Ctrl ngọc vuông bên tay phải thì có phải nên như này không? Và bắt đầu chúng ta ấn vào Ctrl T, chúng ta xoay góc đi. À, đây là một trong những cái bài luyện về bố cục và màu sắc thôi. Đấy, bạn sẽ nhìn nhá. Ok, Enter. Giữ Ctrl đẩy V. Đẩy ra ngoài. Em nhìn nhá, có sắc độ là chắc chắn trên. Giữ phím An kéo lên đây, chúng ta có sắc độ số 2. Ok, giữ phím An chúng ta sẽ copy vào đây. Thì đấy là việc mà chúng ta tự làm. Làm sao cho nó hợp lý thì đấy là việc của chúng ta rồi. Đấy nhá. Okay. Cảm thấy thì cần thiết thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại. Để làm gì? Đặt vào đây. Cho lên trên cùng được không em? Vậy cho thử nghe cùng em. Cho lên trên tất cả. Tạo rồi. Cho lên trên tất cả. Có gì nào? Giữ phim An copy đây rồi.
Đấy, và sau khi làm xong bắt đầu nó vui mắt rồi, nó vui tay rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi background. Cái background này bạn chỉ việc xóa đi, quên mất, chọn chuột phải, chọn background số 3, nhìn chuột phải, chọn vào layer số 1. Khi ảnh mà đã chui vào cái khung hình rồi mà chuột phải nhé thì bạn rất là dễ hay chọn nó, nên bạn sẽ chuột phải layer số này, nhìn đi ạ. Ok, chúng ta sẽ xóa nhảy đi. Ctrl O, chúng ta sẽ chọn một cái background khác để chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn background. À, trong phần background thì tôi sẽ chọn vào phần texture color, tôi sẽ kéo đây. Đấy thì các bạn nhìn này, những cái nền phông mà nó cứ đậm màu là đẹp rồi. Ảnh chúng ta sáng, Ctrl M chọn hết, Ctrl C là copy, Ctrl V kép và chuột phải chọn vào background. Nhìn chuột phải chưa? Ctrl V. Sau khi làm xong chúng ta sẽ thu nhỏ lại được cái hình thứ hai của chúng ta sẽ có được này. Ok, chúng ta kéo đây. Đó, em nhìn chưa? Thế là chúng ta đã có được phiên bản tiếp theo bố cục số 2 của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với cái công cụ group đấy. Chúng ta sẽ làm cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng Smart Object. Các bạn đi tính năng Smart Object như sau. Bố cục làm xong rồi nha. Nào, lúc này tôi sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới để nó có sự khác biệt. Tôi tạo ra một khổ giấy như bình thường, đó là 1200 × 628, và tôi ấn vào clip thì tôi sẽ tạo nó. Bạn nhìn này, trong phiên bản thiết kế các bạn có đồng ý tôi là thỉnh thoảng hay chọn một cái ảnh không ạ? Tôi chọn vào thư viện ảnh và tôi chọn vào trung thu, tôi sẽ chọn một cái ảnh như thế này, tôi ấn vào quần, nhìn này chưa? Và sau khi làm xong thì bạn có thấy là cái ảnh này tôi muốn đưa sang bản thiết kế mới của tôi thì tôi phải dùng cái công cụ phím là Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy cái đối tượng đó và Ctrl V kép là tắt nó đi. Sau khi làm xong thì bạn sang bên này, bạn ấn vào Ctrl V cho tôi, đúng không ạ? Rồi, sau khi làm xong thì chúng ta ấn vào Ctrl T. Nhiều lúc chúng ta thấy là to quá, thu nhỏ lại. Đúng chưa? Và sau khi thu nhỏ lại xong thì chúng ta ấn vào Enter. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Và sau khi nhỏ lại như này thì chúng ta thấy nhỏ quá. Bây giờ chúng ta làm nào? Bây giờ ấn vào Ctrl T kéo to ra thì bạn sẽ nhận được một cái việc như sau. Hình ảnh của chúng ta sẽ bị sao? Bị vỡ, bởi vì Photoshop nó chính là giá trị như này đấy ạ. Bị vỡ hình. Khi chúng ta bị phóng to thu nhỏ mà không tự tin là chắc chắn bị dính nhỉ. Thì trong cái trường hợp mà tôi chia sẻ cho bạn đó là gì? Trước khi phóng to thu nhỏ, bạn phải làm một thao tác là chuột phải vào layer đó và biểu tượng là Convert Smart Object. Giữ nguyên được cách định dạng về kích thước của đối tượng. Giữ nguyên được định dạng kích thước của đối tượng. Cái này nó chính là phần mock up đấy. Nó chính là phần mock up trong toàn bộ hệ thống Photoshop của các bạn. Sau này bạn muốn chuyển sang hay như thế nào đó thì đều dùng cái này hết nha. Đây là tự tạo nha em nhé. Sau này em chỉ cần chụp một quyển sách. Em muốn rằng cái file thiết kế của em lại ốp vào trong cái quyển sách đó thì em phải xử lý, thứ nhất là phải ốp đúng hình. Phần thứ hai, vườn khối cho tâm lý thì ngon ngay. Đẹp hay không là giữ. Cái này ấn vào đây. Và sau khi convert Smart Object thì cái biểu tượng layer chúng ta có một cái hình ô vuông nhỏ đây. Nhìn chỗ này không? Ok, và lúc này chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta thu nhỏ như này đúng không ạ? Rồi chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng lại phóng to được như này không ạ? Yên tâm không giờ, vỡ hình hết. Xong chưa? Rồi bỏ qua. Bây giờ nha, mình lợi dụng cái đó. Đây là phần phiên bản thứ hai lợi dụng nó này. Khi mà chúng ta tạo ra một phiên bản bố cục thật là đẹp với một cái banner chuẩn về mặt kích thước để thiết kế Facebook, chúng ta có thể tận dụng nó với 20-50 cái phiên bản thiết kế đấy để làm cho những sản phẩm khác. Thì chúng ta chỉ cần làm việc như sau. Các bạn có đồng ý tôi đây là ảnh không ạ? Tôi có thể convert nó trở thành convert Smart Object đúng không ạ? Đây, nhìn chưa? Vậy sau khi convert xong thì nó có tính năng gì hay không ạ? Thì tôi tích đúc vào đây sẽ thay thế được cái hình ảnh đó. Vậy thì có phải thay thế được đó? Vậy bố cục ảnh ngon rồi. Tôi chỉ việc thay thế ảnh và thay tên text thì có phải trở thành banner khác không? Và thành banner khác thì tất nhiên tôi sẽ bán cho một khách hàng khác rồi đấy ạ. Đúng không? Và tất nhiên bạn đi thử việc bạn có nhanh không ạ? Bạn có bố cục sẵn rồi. Làm tử tế cái này cho tôi tí. Nhìn này, tích đúc. Và sau khi tích đúc xong thì các bạn có thể tự nhảy sang phần không? Nó tự nhảy sang cái phần mới và tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi sẽ chọn một cái ảnh trung thu.
hiểu không? Can chôn A chọn hết, can chôn C là copy. Và sang bên này thì các bạn nhìn thấy Tuấn và can chôn V chưa? Nhìn chưa? Rồi, sau khi can chôn V xong Tuấn và can chôn T và tôi thấy nó to quá, tôi chỉnh nhỏ lại. À, tôi đẩy lên. Enter. À, sau khi mà đẩy lên ngon lành tất cả các thứ rồi thì tôi save S lại được. Bằng file. Chúng ta chọn vào save S. Lưu nó lại. Lưu nó lại thì làm sao? Ấn vào đây. Được chưa? Rồi thì một file thiết kế của em bên cạnh nó tự thay đổi theo. Em hiểu cái cách làm chưa? Vậy thì với cái tính năng này em có thể thay tận dụng tất cả những hình ảnh làm file thiết kế khác được. Nhớ nhá, đây là tính năng rất là quan trọng. À, cũng tương tự như vậy, Canon bạn nằm, em biết bộ nhận diện thương hiệu không ạ? Em lên trên mạng search bộ nhận diện thương hiệu, nó sẽ có những cái bộ mà chúng ta download về, nhưng có những bộ đẹp nhưng chúng ta không download được. Nhưng tôi lấy được ảnh là chết thôi rồi. Lấy được ảnh là chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta sẽ chơi trò là kéo góc Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái bài nhỏ nhỏ, đó là thư viện ảnh. Và chúng ta chọn vào New Folder, Enter. Và chúng ta chọn vào kỹ thuật số. Chúng ta chọn vào điện thoại. Và chúng ta kéo xuống một tí. À, đây là một trong những cái sản phẩm điện thoại mà trên mạng người ta có rồi. Chúng ta sẽ thay đổi nó. Đấy. Em biết là mỗi trong cái sản phẩm điện thoại nó sẽ có một cái người mẫu đặc độc quyền cho nó, ví dụ như là hãng Oppo rồi hãng Samsung đấy. Thì tôi muốn là cái cô gái nó phải nằm đây, thì tôi ấn vào Ctrl O tiếp theo lần nữa, tôi sẽ kéo xuống xem nó có được không. Trong phần này thì tôi sẽ chọn vào A9 và tôi sẽ chọn vào đây, đúng không ạ? Tôi sẽ chọn vào cái ảnh đầu tiên là như này. Ok, Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép vào top đi. Sau đó tôi sẽ làm sao? Tuấn vào Ctrl V đây. Các bạn có đồng ý tôi chuột phải chọn vào Convert Smart Object có phải là ngay không? Rồi, Ctrl T thu nhỏ lại cho nó sướng. Và sau khi thu nhỏ thì như tôi đã nói cho bạn biết là cái tính năng Ctrl T chúng ta nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Nó có thể chọn vào phím Ctrl và đẩy góc vào vị trí này. Như này ạ, giữa Ctrl để đấy giống như cái này hộp cắt visit cũng thế mà. Em chỉ có phiên bản thiết kế cắt visit xong em ghép vào chặt chặt đẹp. Nhưng cái vấn đề là chúng ta không cần mua. Bởi vì có những người là phải đi mua cái đấy. Có những người phải download cái đấy tổ khởi. Thì tự là. Ok, xem chưa? Enter. Và lúc này sau khi tôi đã có hình xong thì tôi chỉ việc ấn vào gì? Tôi muốn thay thế nó. Bỏ cái này đi được không ạ? Bỏ cái này đi được không ạ? Rồi bỏ cái này đi được không ạ? Được chưa? Nhìn nhá. Cái hình này tôi có rồi, tôi tích đúc vào đây thì tự khắc nó nhảy sang phiên bản. Và nhảy sang phiên bản này tôi ấn vào Ctrl O, tôi chỉ được làm gì? Chọn vào điện thoại. Tôi chọn vào một cái kỹ thuật số, ok, một cô gái. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép còn tắt nó đi thì có phải sang với cái ảnh vừa rồi không ạ? Ctrl V. Đấy, ảnh bé quá. Ctrl T thò ra. Ok, đẩy vào trong. Được chưa? Sau khi làm xong chúng ta chỉ việc làm gì? Phái. Nhưng tất nhiên để muốn nó có sâu sắc này, nó có ánh sáng chiếu vào ấy, thì nó lại phiên bản về lâu về dài. Em sẽ tự làm ra một cái mock up của chính em. Cực kỳ chuẩn xác luôn. Ốp và là chuẩn xác luôn. Thì đây tôi sẽ có phần là save S lại. Và sau khi save S lại chạy được 100 thì bạn yên tâm mình nhảy sang nó tự nhảy. Thì đây chính là mock up đầu tiên của chúng ta qua phần mềm Photoshop. Còn tất nhiên còn mock up nữa là lấy từ Inu chuyển sang. Thì bài sau tôi sẽ chia sẻ cho các bạn việc đó nhá. Bài hôm nay tổng kết lại, nó chỉ có vấn đề về quản lý layer, cho lên trên xuống dưới, đổ màu, quản lý bằng cách nào, cho ảnh chui vào hình và tạo bố cục thôi ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Và với cái này tôi hy vọng là các bạn phải làm chắc chắn cho tôi. Bởi vì sau bài này là ném một số bài tập vào và phải thực hành rồi ạ. Tất nhiên tech bỏ qua, nhưng cứ làm tech tôi cũng chả bao giờ phản đối. Bởi vì em làm càng nhiều lần thì tech của em càng chuyên nghiệp mà. Nha. Và tôi cũng muốn rằng các bạn chuyên nghiệp ngay từ đầu. Được không ạ? Ok, bài hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây.